lên được luôn anh Hùng, lên được luôn á, lên được luôn, sau mà lên luôn, lên luôn, lên luôn, đá nha, có cục này thôi, thẳng luôn, ôi hay quá, rồi được 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 anh Hùng ơi, chơi luôn đi. Đây đây. Đây không được rồi, ngang xuồng rồi. Không được đâu, không được đâu. Ôi. Nãy giờ thì sang với mấy anh đó mọi người, chạy thuyền lên thác kia kìa. Xong rồi tới cái đoạn thác á, anh Hoàng là phát hiện là có cái con gì đó nó trôi dưới sông. Xong rồi mấy anh em sang quay lại đây thì sang cho mọi người xem cái này đây. Mấy anh em sang phát hiện là ở đây có một con bò nó trôi xuống sông ngay cái chỗ này mọi người. Còn ăn được không? À, Hoàng xuống coi thử thôi. Con bò này là bò nhà nha mọi người. Mọi người thấy con dây ở phía trên đầu đó không? Đúng không? Nước nó dâng lên nó cuốn bò đây này, nhìn khủng khiếp không? Mọi người thấy con bò này to không mọi người? Cái bụng nó sình lên luôn tới cái này à. Thôi không? Thôi không? Cái đoạn rừng này thì mọi người xem này, xung quanh đây á không có bất cứ một căn nhà nào cũng như là không có bất cứ người dân nào sinh sống hết cả. Từ cái đoạn này mà lên tới cái chỗ mà đập thủy điện thì còn phải tầm 20-30 cây số nữa thì mới tới cái đập thủy điện đó. Và lên tới trên đó thì mới có những cái bản làng ở phía trên đó và người ta sinh sống ở trên đó. Theo như nãy giờ thì mấy anh em sang đoán á, là có thể là con bò này á, nó nằm ở phía trên bảng, ở phía trên cái đập thủy điện đó. Xong rồi buổi tối á, buổi tối thì mọi người cũng biết là đập cái sông này buổi tối nước sẽ dâng lên rất là cao và rất là nhanh. Có thể là con bò này á, nó ăn cỏ ở dưới sông hoặc là nó bơi ngang sông gì đó. Xong rồi nó bị nước đập á mọi người, xả đi và nó cuốn trôi xuống dưới đây. Thì tới đoạn này á, thì nó mắc lại trên cái đám lùm cây kia. Xong rồi mấy anh em sang phát hiện ra nha mọi người. Mọi người thấy nhìn nó to không? Phình hết rồi. Mọi người thấy này. Cái con này là con bò đấy, con bò nha mọi người, không phải con trâu, nó đen thôi. Hay là dính nước. Con trâu hả? À? Hay là dính nước nó đen ta? Bò lai gì nữa. Được hả? Thì nếu mà thối thì thối bò lòng thôi, còn thịt thì chắc chưa đâu. Nếu mà nó ấy là nó chỉ thối lòng à? Con thì là thối bò lòng thôi. Cái con thấy mùi gì đâu mà. Cái con bò này á, mấy anh em sẽ nghĩ là chắc là nó bị nước lũ cuốn trôi từ nước xả cuốn trôi từ tối ngày hôm qua mọi người. Nên nó mọi người thấy cái bụng nó sình lên đó. Cái bụng sình lên rất là to đây. Cái bò này thì bây giờ mấy anh em sang cũng đâu có biết của ai đâu. Tại vì từ đây mà lên tới bên kia là mấy chục cây số mới có người dân ở trên đó. Thấy con vọc rồi. Nên thôi không có lông. Nên bây giờ thì mấy anh em cũng không biết làm sao nữa. Mấy anh em quyết định là bây giờ có lẽ là sẽ mổ con bò này. Tại vì con bò vẫn có ăn được nha mọi người. Bỏ đi thì phí lắm nha. Ôi, mọi người thấy không? Vẫn có ăn được. Có ăn được mà đúng không? Được. Có lẽ là mấy anh em sang á, đầu tiên á, là mấy anh em sang không biết con bò này của ai nha mọi người. Nhưng mà con bò này thì nó nằm ở đây.
Nếu như mà mình không có lấy nó thì chiều nay nước nó dâng lên nó xả tiếp thì con bò này lại tiếp tục trôi đi nữa. Và nó trôi xuống dưới kia thì nó sẽ hư mất và con cá con này ăn thì rất là tiếc luôn. Còn nếu mà bỏ từ đây tới chiều thì nó cũng thối mất mọi người. Có thể là con bò này nó bị trôi từ tối ngày hôm qua rồi nên nó mới sình như vậy nha. Nên mấy anh quyết định là thôi thì sẽ kéo con bò này vào trong bãi đá. Mình sẽ cắt cái phần thịt nó ra xem là còn cái phần nào ăn được á, thì mấy anh em sẽ lấy để ăn. Còn cái phần nào không ăn được á, thì mình sẽ bỏ lại. Còn nếu mà một hồi xẻ xong á, mấy anh em đi dọc con sông này nè, đi lên phía trên đập á, nếu mà gặp ai đi kiếm bò hoặc là người ta nói mất bò thì nếu mà người ta chứng minh được là bò của họ thì sang sẽ mấy anh em sẽ để lại thịt cho họ lấy một phần để ăn thôi. Cái con này theo như sang nghĩ thì chắc phải là tạ mấy hai tạ. Kéo về đi. Kéo qua sông mổ hả? Ừ. Kéo qua bên kia hay bên này? Kéo qua bãi đá. À, đi. Cái này dạng như là may mắn mấy anh em sang lụm được thôi nha mọi người. Cũng không phải ăn cắp ăn trộm gì của ai đâu. Nó nếu mà mình bỏ nó lại đây á, thì nó cũng hư ra, nó thối ra thôi mọi người. Nên thôi thì mình tận dụng được cái gì ăn á, thì mình tận dụng. Tại vì chuyến đi này của mấy anh em sang còn dài. Chứ để đây thì nó thật cho mọi người, cái con tới chỗ này là nó quá phí nha mọi người. Nó phí lắm, nếu mình bỏ lại chiều nay nước xả nên là trôi tiếp thôi. Rồi thì kiếm cái bãi đá nào thì mấy anh em có lẽ là xẻ con bò ra để xem cái phần nào còn ăn được thì ăn nha. Phần nào còn ăn được thì mấy anh em sẽ ô vô đá. Cái phần nào còn ăn được thì mấy anh em sẽ xẻ ra để ăn thôi. Mọi người xem con bò này. Ở đây để xẻ nó ra nha. Có mùi đâu rồi. Bụng khó. Cái bụng có mùi rồi. Bụng khó rồi đấy. Mày cắt thôi tối hôm qua. Mọi người ăn thịt thôi. Mọi người thấy nhìn thì con bò này khủng khiếp. Cái sông này á, thật ra tôi nói với mọi người nó rất là nguy hiểm nha. Tại vì phía trên nó có đập thủy điện á. Khi mà nó xả nước dâng lên rất là nhanh. Nếu mà mình đang ở giữa sông á, thì nước dâng nó xả thì nó sẽ cuốn trôi mình đi luôn á mọi người. Cút trên đây hả? Trên đây có ai bị không? Trên đó bị hả? Mấy anh bảo là thậm chí có người đi ngang sông thì người ta còn bị cuốn trôi nha mọi người. Mấy năm trước thì anh Lăng thì còn đi vớt hai người đó. Đợt đó thì có một vớt hai lần hai người. Một lần một người. Hai lần. Có người nói chung là khi mà đi qua sông nước xả, đừng nói con bò, con người còn không thoát được luôn mọi người. Tại vì nước xả mọi người thấy nó dâng lên tận tít bên kia mà. Nên sẽ nói mọi người là đi sông rất là nguy hiểm. Nên thấy con bò này đầu tiên là mọi người cũng rút kinh nghiệm ha. Đi xong thì phải biết là nó có dâng nước vào ban đêm hay không. Mấy anh em sang kéo qua đây thì kéo vậy thôi chứ không biết là còn ăn được hay không nha. Bây giờ phải mổ ra mới biết là thịt nó có thối hay chưa nha. Theo suy đoán thì tối hôm qua mà có thể là tối hôm kia nữa. Cũng chưa biết được. Giờ phải mổ ra coi phần thịt nó có hư hay không. Nhưng mà chưa có mùi. Da thì chóc rồi nè. Có mùi không? Chắc con này nhỏ là do sình lên. Đây nha, cho mấy đá đi sạch. Đừng bên tay thôi mà. Mày đòi bê cả con đấy, không biết nổi. Kéo không, kéo thôi. Bỏ cái đuôi đi, kéo hai cái chân trước thôi. Có khó nào kéo. Mấy anh em sang vừa mới kéo con bò lên phía trên cái tảng đá chỗ này nè. Bây giờ thì mấy anh em sẽ xẻ con bò ra chỗ này để xem phần nào còn ăn được thì mấy anh em sẽ tận dụng để lấy ăn nha. Con bò này không phải là bò rừng hay là bò rừng nha mọi người. Con bò này chỉ là bò nuôi thôi. Tại vì khi nãy mấy anh em còn thấy cái cọng dây mũi nó, dây sò mũi ngay chỗ cái mũi nó mọi người. Cái cảnh mà mấy anh em xẻ cái phần con bò này ra, sang cũng không quay cận cảnh được cho mọi người xem nha. Chỉ nói cho mọi người biết sơ là con bò này á, nó bị trôi á, nó uống rất là nhiều nước trong bụng và là nó sình hơi trong đó nữa. Nên mọi người thấy cái bụng này nó rất là hôi. Phần thịt thì nó không hôi nhưng phần bụng nó hôi cực kỳ luôn. Cái phần thịt con bò này á thì nó vẫn chưa có hư luôn.
có thể là nó bị trôi từ tối ngày hôm qua xong nó mắc kẹt lại đây này. Sáng ngày hôm nay có thể là nó mới chết đi, nên cái phần thịt nó vẫn còn ăn được nha mọi người. Chỉ có phần bụng nó là nó sình lên quá thôi, còn cái phần thịt đó thì vẫn còn được hết luôn. Phần nào không ăn được thì mình loại bỏ, xong rồi chia ra thành từng phần nhỏ mới chất lên thuyền được nha. Tại vì cái thuyền này mấy anh em sẽ chở nhiều đồ rồi á, không thể nào mà chở hết nguyên cả một đống thịt bò được nha. Chỉ lấy được phần nào thì lấy thôi, còn phần nào không lấy được thì sẽ để lại đây mọi người. Nãy giờ nguyên con bò sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì mấy anh em sang cũng đã xẻ thịt ra xong hết cho mọi người. Cái phần thịt đó thì mấy anh xẻ ra xong, cho hết vào trong một cái bọc ni lông như thế này, cho một ít muối vô trong để mà ngăn cái việc thịt bò nó bị hư lại mọi người. Thịt bò thì có chỗ thì còn tươi, có chỗ thì nó bị tái nha. Chỗ này còn tươi này, cái chỗ này thì nó bị bụng, có chỗ bụng chỗ tươi nha. Nhưng mà nói chung là vẫn còn ngon, nên mấy anh em cứ lóc bỏ vô trong đây hết thôi. Còn cái bao bên kia là cái phần xương bò thì để riêng ra. Cái nào ăn được thì mấy anh em tận dụng hết, không là bỏ phí lọc của trời thì uổng mọi người. Tại vì cái này dạng như là trời cho mấy anh em sang thì mấy anh em sang nhận thôi. Cho phần mỡ hả? Đây là hạch. Hạch à? Nó hôi à? Đâu cho em mượn. Nó ra sao? Cái này anh Hoàng bảo là cái hạch của con bò mình. Nó hôi à? Hoàng bảo là cái này hôi lắm, không ăn được. Vứt à? Này thì bỏ nha mọi người. Ồ, có cục, có trục tròn tròn vậy luôn hả? Tròn tròn như này nè, trong thịt á. Nó nằm ở chỗ nào của con bò? Nằm phần dưới cái phần mỡ này nè. Mà ở bụng hay là ở cái này hả? Đây đây đây. Tại sao đi? Em trơn tại. Giác hả? Thôi đi, bưng 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 đi. Ui nặng dữ vậy. Hai người đi, hai người đi. Nào, eo qua bây giờ. Ừ. Trơn lắm, trơn lắm. Rồi người mới. Rồi đi. Đi. Đi đi. Nặng dữ ta. Đó. Khó cầm mà. Rồi cục lại. Để nó cục lại. Đây là toàn bộ thịt của con bò mọi người. Cái này chắc khoảng tầm được 40-50 kg. Con bò này chủ yếu là cái phần xương thôi. Ở đây là cái bọc thịt nè mọi người, còn kia là bọc xương. Cái xương này thì mấy anh bảo là gác được luôn nên mấy anh em gác luôn. Một xíu nữa xuống kia thì làm cái dàn gác to to một chút. Gác hết cả con luôn mà. Nên thôi giờ thì mấy anh em sang chất hết thịt bò lên trên xuồng và tiếp tục khởi hành đi nha. Hôm nay nhặt được con bò này á, dạng như là lộc trời ban cho mấy anh em sang cho chuyến sinh tồn này á. Nên thôi thì có bao nhiêu mình ăn bao nhiêu nha. Thôi giờ đi. Đi dọc theo con sông này á thì nếu mà thấy người á thì mấy anh em sẽ chia lại cho một ít. Rồi nếu mà thấy được chủ bò á, thì mấy anh em sẽ đưa cái phần thịt bò cho họ nha. Từ cái đoạn này mà đi lên á, hai bên rừng toàn là rừng thôi nha mọi người, không có người dân ở luôn. Nên cũng không biết là có gặp ai hay không, chắc là không gặp đâu. Trời phía trên đang chuyển mưa này. Chòi á thì mấy anh em sang á cũng chưa có làm chòi luôn, nên bây giờ phải tranh thủ làm chòi nè. Rồi còn tẩm ướp thịt bò, rồi sấy thịt bò nữa. Nên bây giờ phải tranh thủ đi nha mọi người. Nãy giờ thì mấy anh em sang chạy thuyền từ ở dưới kia mọi người lên tới cái đoạn này thì mọi người xem này, trời đã đổ mưa lâm râm nên tới đây mấy anh em phát hiện là có một cái chòi cũ không biết của ai. Nên thôi ghé lại chỗ này mình sẽ dừng lại đây nha, sửa sang lại cái chòi. Rồi tranh thủ làm chòi để núp mưa, với lại là gác cái phần thịt bò kia không để nó hư mọi người. Từ cái đoạn này mà lên đập thủy điện thì chắc còn một đoạn nữa. Bay vào đây cam thì chắc là thấy được cái đập thủy điện luôn mọi người. Khoảng 10 cây số nữa. Bây giờ thì đem hết đồ lên phía trên thôi. Còn đây là cái chòi cũ của người ta này.
hư hết rồi. Chắc lâu lắm không ai ở đây. Ở đây là cái chòi chòi cũ người ta, cái chòi này chắc là làm 1-2 năm rồi, mục hết rồi. Giờ mấy anh em sẽ muốn ở lại thì chắc phải là làm chòi mới, sửa lại chòi mới thôi. Giờ thì chuyển hết đồ đạc lên phía trên. Cái chỗ này giăng lưới có anh không? Giăng lưới được ha? À, bây giờ thì mấy anh em sang sẽ chuyển đồ hết lên phía trên thuyền nha. Rồi làm chòi chát bếp. Tối nay thì mấy anh em nếu rảnh sẽ thả lưới, giăng lưới vô này kiếm một ít cá để ăn mọi người. Cái chỗ này thì nhìn đẹp lắm. Đây đây đây, hai người lên, rồi. Rồi xuống em thôi. Được không, được không? Đây là cái đống thịt nè mọi người. Nhìn nhiều kìa, nguyên cái bọc luôn. Mưa thì bắt đầu đổ lâm râm đây nè. Bây giờ thì mấy anh em phải tranh thủ làm chòi thôi. À, nãy giờ thì mấy anh em sang vừa mới chuyển hết đồ đạc từ trên thuyền lên tới cái bãi cỏ chỗ này cho mọi người. Bây giờ thì tháo dọn hết cái chòi cũ của người ta bỏ ra. Xong rồi mấy anh em sẽ làm một cái căn chòi mới ngay chỗ này. Cái đoạn này thì từ đây mà đi theo dọc theo sông lên đập thủy điện thì anh Huân bảo là còn khoảng tầm 6 đến 7 cây số nữa là tới đập thủy điện to ở phía trên đó rồi. Nên mấy anh em sang sẽ dừng lại cái đoạn này, có thể là hôm nay mình sẽ làm chòi để mà đi kiếm ong trên cái khoảng rừng ở khu vực này. Tại vì khu vực này là xa lắm đó mọi người. Với lại thứ hai là gần đập thủy điện thì có rất là nhiều cá. Đợt này thì mấy anh em không phải là chỉ đi kiếm ong không, mà sẽ còn đi kiếm cá đó nha mọi người. Có thể là ngày mai sẽ đi giăng lưới bắt cá. Còn hôm nay thì làm chòi để gác thịt bò nha. Ngày mai còn nhiều việc lắm mọi người. Trời thì bây giờ mưa lâm râm rồi, nên mấy anh tranh thủ để dọn dẹp chỗ này. Chỗ này thì nó trống, nó thoáng đó mọi người, nên nhìn đẹp. Nên mấy anh em sẽ làm một cái chòi như là một cái căn cứ ở đây luôn. Mình sẽ ở đây khoảng tầm 2 đến 3 ngày gì đó. Rồi đổ mưa càng ngày càng lớn nha. Nãy giờ tranh thủ thì mấy anh em cũng chặt được ở đây vài cây tre. Rồi thì làm lại cái chòi nha. Cái chòi của ta cũ quá rồi nên không có tận dụng lại được cho mọi người, tháo bỏ hết. Giờ thì mắc cái tre ở đây, một cái tre giữa rồi một cái tre ở ngoài là làm một cái chòi theo kiểu của mấy anh em ấy. Còn phía bên cái bạc bên kia là cái chỗ một hồi mấy anh em sẽ làm cái dàn các bếp ở bên đó. Cái chỗ này thì nhìn ra sông rất là đẹp luôn, sông thì trong xanh phía trước. Nếu mà mình đi vào trong rừng á, mà gặp trời mưa lâm râm như thế này thì sẽ rất là lâu tạnh luôn nha. Có thể là kéo từ chiều mà tới sáng ngày hôm sau luôn thì nó mới tạnh đó mọi người. Mưa này rất là dai. Nên nãy giờ thì mấy anh em sang tranh thủ vừa mới làm xong được cái đây căn chòi nha. Cái chòi này thì hôm nay mấy anh em sang cố gắng là làm to mấy người. Phía bên đây thì mấy anh làm một cái dàn để gác cái phần thịt bò ở kia. Còn bỏ bên kia kìa. Còn bên kia là chòi của mấy anh em sang ngủ nha. Chòi ngủ thì mình sẽ làm kiên cố hơn, có cây này kia để mà có thể là mắc bóng. Còn chòi để mà gác thịt thì mấy anh em chủ yếu là căng cái bạc lên phía trên thôi. Còn bên đây là làm cái sàn gác này. Giờ thì mấy anh đang làm sàn gác với lại đốt củi phía giữa. Xong rồi thịt bò thì một hồi mấy anh em sẽ đổ ra một cái bao gì đó. Rồi mình sẽ tẩm ướp gia vị rồi xỏ dây rồi gác luôn. Mưa thì cứ lâm râm phía ngoài thôi. Mưa không to mà cũng nó cũng không tạnh mọi người. Bên đây đốt đống lửa này. Cứ vô rừng á mà mấy anh em sẽ làm chòi xong thì sẽ đốt một đống lửa để mà lấy cái phần khói đuổi muỗi nha. Rừng sâu như thế này muỗi nhiều lắm. Phía đây là cái phần thịt bò này.
cái chỗ mà mấy anh em sang ở mọi người là rừng xa rồi, nên mọi người xem này, vắt rất là nhiều luôn nha. Nãy giờ sang bắt gần mười mấy con rồi đó, nó cứ bu xung quanh chòi thôi. Nhưng mà mình làm chòi xong mình phát dọn hết mấy cây cỏ này thế này nè, thì con vắt nó cũng sẽ không tới. Đồ đạc thì nãy giờ mấy anh em còn để đây, để một hồi đợi một xíu tạnh mưa thì mình sẽ mang thịt ra phía trước này, mình tẩm ướp gia vị rồi đặt qua cái chòi bên kia để gác bếp. Phía bên đây thì anh Huân đang chế tạo một cái máng dẫn nước mọi người. Bên đây thì có một cái suối, kia là cái máng nước cũ của người ta dẫn nước á, mà nó cũng đã cũ rồi, nó bị gãy ra mọi người. Anh Huân định là làm một cái ống nước mới để dẫn nước về chòi nha, lấy cái phần nước suối nấu cơm cho sạch sẽ. Tại vì đây là một ống tre mọi người ta, nó có những cái mắt á, nước chảy qua những cái mắt như thế này này, thì nó sẽ lặn lắng lại cái phần cặn á, nên dẫn nước qua ống tre thì cái phần nước suối nó cũng sẽ sạch hơn rất là nhiều mọi người. Cái chỗ này thì không khác gì cái nhà của mấy anh em sang luôn rồi. Dài quá nhỉ, cái chặt bớt ha không. Rồi, rồi. Còn hai kéo đi. Rồi, bật cây nữa. Kết. Cái máng nước của hai anh em sang làm thì cũng đã xong rồi mọi người. Dẫn nước từ cao phía kia xuống dưới cái chỗ thấp cái chỗ này luôn nha. Cái này thì mình làm vậy á, nước nó sẽ sạch hơn nha. Mọi người thấy là nước ở đây nó đục không? Nhưng mà dẫn qua cái ống á, thì nước chảy xuống đây là rất là trong luôn, không có cặn luôn. Tại vì cặn nó sẽ bị giữ lại đây nè, giữ lại qua mấy cái mắt. Từ đây là 5 mắt thì nó vẫn giữ lại hết cặn ra đó, nó chảy ra đây là nước uống được thoải mái luôn. Thôi vậy là xong, giờ vào chòi nha. Chòi thì nãy giờ mấy anh đang làm cái dàn gác bếp rồi đốt lửa lên, xong rồi mấy anh em sẽ lấy cái phần thịt bò ra để tẩm ướp, tại vì thịt bò để lâu quá thì sẽ hư mất. Người tới giờ vẫn chưa tạnh luôn mọi người. Nãy thì mấy anh em sang lay hoay làm chòi mọi người, cũng như là làm dàn gác bếp phía bên kia, bỏ cái phần thịt bò này ở góc đây nè. Bây giờ thì mang cái phần thịt bò ra cái bạc đây, mình sẽ tẩm ướp gia vị để đặt lên trên cái dàn gác để gác nha. Dàn gác thì cũng đã làm xong rồi. Nay thì cái đống thịt bò này á, dạng như là lộc trời cho mấy anh em sang. Mấy anh em sang cũng không biết trước là sẽ có nữa, nên cũng không có mang mấy cái hạt giỏi theo để ướp mọi người. Có ở kia có một ít muối, một ít tiêu và lại ít ớt bột thì ướp đại nha. Cứ có cái gì mấy anh em ướp cái đó thôi. Bò thì bây giờ bỏ bọc đây này, nó cũng bốc mùi luôn rồi mọi người, nghe mùi nồng nặc luôn. Nhưng mà ướp nhiều nhiều muối xíu mấy anh em sẽ gác cho nó mặn mặn á, cho nó đỡ hôi. Xương kia có gác không ta? Phía bên đây là cái phần thịt bò mọi người, còn bên đây là cái phần xương bò. Bây giờ thì mấy anh em sẽ tẩm ướp gia vị rồi xiên vào que và đặt lên trên dàn gác để gác nha. Nay thì không có gia vị gì hết, chỉ có ớt bột đây. Mấy anh em sẽ ướp cay cay chút đỡ hôi mọi người. Rắc ớt bột lên nhìn đẹp liền. Anh Huân thì rắc muối, mà sang thì sẽ cho ớt bột nha. Cái xương có ớt bột không? À, khi còn bịch ha. Thì vậy cho hết bịch này vô đây luôn ha. Muối đỡ đỡ thôi. Đó, cho hết ớt bột vô luôn mọi người. Cho một bịch luôn. Thì nó toàn ớt bột như thế này nè. Cho nhìn nó bắt màu hơn chứ. Bây giờ thì mấy anh em sang đảo lên cho nó thấm gia vị nha. Cái đợt này thì mấy anh em gác cái miếng to như thế này mọi người. Đây nè, gác cục nào cục nấy là to như thế này luôn. Tại vì lộc trời cho mà không phải cắt nhỏ. Cứ gác dày cho ăn cho nó đã. Ủa, cái này cái miếng gì đây? Gân. Nướng à?
lộc của trời cho nên không cần phải không phải tiết kiệm mọi người, cứ gác miếng to cho nó 2-3 ngày cho nó héo lại ăn cho nó ngon. Mệt quá bạn ơi. Miếng thịt khi nãy mà mấy anh em sẽ chứa với mọi người thì nó sẽ có cái màu tái tái, nó thâm thâm nha, nhưng mà cho ớt bột rồi cho muối vào phía trong á thì cái màu bây giờ nó đã đỏ hơn, nó đậm hơn nè. Mọi người nhìn cục thịt này đó, nhìn đẹp hẳn ra luôn, không còn là thịt thối nữa. đẹp hẳn ra luôn á, có cái ớt bột vô là nó đỏ hẳn lên luôn mọi người. Cái này chắc hơi cay á. À, đặc tế thì mấy anh em sang cũng có làm thịt trâu gác bếp rồi à, nhưng mà không có nhiều, cho nhiều ớt như thế này đâu. Lần này có bao nhiêu ớt là anh Huân cho vô hết luôn mà. Bên đây là xương. Xương này thì cũng nhiều quá nên mấy anh em gác luôn mọi người. Còn xương nó lại ngon hơn á. À, đây là một cái miếng thịt bò mà anh Huân vừa mới cho cộng lạc vào phía trong xong mọi người. Mình sẽ gác cái kiểu này nha. Mỗi cục thịt bò mình sẽ cho một cộng lạc, xong rồi mình xỏ một cái que qua phía trong. Rồi mình sẽ đặt cái cục thịt bò này lên trên lửa và mình gác cho nó khô từ từ nha. Như vậy cho em mượn cái kia luôn. Nhìn đẹp ha. Như vậy thì nhìn nó rất là đẹp mọi người. Đẹp hơn nhiều so với đợt trước mấy anh em sang làm thịt trâu. Thịt trâu làm cái dàn gác bếp đó thì lại không đẹp. Đây hai cục này. Cho qua giữa đi. Cái nào xong rồi cho qua giữa. Giá kẹt từng tảng bự như vậy luôn mà. À, đây là một cái chùm thịt mà anh Huân vừa mới xỏ cái phần lạc lên phía trên xong. Mọi người thấy cái cục thịt nhìn đẹp không? Đỏ au lên ha. Cái cách này á, là cái cách mà người ta ngày xưa người ta đi rừng mà người ta có được heo hoặc là con này con kia á, người ta gác bếp thì người ta cũng gác theo kiểu này nè. Nó lâu khô nhưng mà cái là nó sẽ giữ được phần độ ngọt phía trong á, nó ngon hơn nha. Gác kiểu này thì sẽ mất thời gian lắm, nhưng mà mấy anh em sang ở đây lâu mà nên gác theo kiểu này thôi. Treo cái từng miếng to thôi. Bên này miếng này. Thì mấy anh em xỏ lạc phía trên như thế này nha mọi người. Bây giờ tiếp theo là anh Huân sẽ cho cái lạc này vào trong cái cây phía trên đây. Rồi xong mình đặt lên cái dàn gác bếp, vậy là xong. Gác kiểu này thì nhìn mấy miếng thịt nó treo lủng lẳng, nhìn đẹp. Que nhỏ quá nhờ, nó hơi cong. Ít thôi. Vậy thôi, 5-6 miếng thôi. Giờ thì mình sẽ mang cái phần thịt này lên trên dàn gác bếp nha. Vừa không? Đó, đặt lên như anh Huân bên đây em rồi. Đó, cứ treo lủng lẳng như vậy nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Khói thì mấy em đốt lửa ở dưới đó. Còn thịt á, thì mình treo lên phía trên. Kìa là thịt xả que để nướng một xíu nữa ăn cơm. Rồi, một que. Ủ xương nữa hả? Đục quen. Xương chắc cho mấy bên kia đi anh Lan. Thịt thì mấy ở đây rồi, xương mấy bên kia. Đấy, xương lủng lẳng đây luôn này. Vừa đó là xương nha, còn bên đây là thịt nha. Ở chỗ kia là sâu thịt cuối cùng rồi. Ở đây thì còn 4 khúc xương nữa là hết rồi.
Giờ thì mời mọi người vào xem cái dàn gác bếp của mấy anh em Sang này, xem nó hoành tráng như thế nào nha. Quá trời thịt luôn mọi người, ngẹt luôn cả một cái dàn dàn sấy to nha, không phải dàn sấy nhỏ. Trên đây thì chắc là hơn hơn 60 kg thịt, còn xương thì chắc là 40-50 kg. Tổng cái dàn này chắc là phải trên trên 100 kg nha mọi người. Nhiều đây thì dư sức cho mấy anh em Sang vài ngày tới luôn. Phía dưới đây thì mấy anh nướng nướng thịt để tối nay ăn này, nướng ba sâu luôn. Tối nay thì mấy anh em Sang ăn ăn cho đã luôn mọi người. Còn bên đây là cái phần lòng, không phải phần lòng, nó phần tim. Cái này hôi lắm. Đây gan này. Cái này cũng gác bếp luôn. Rồi, cho phần này đây gác bếp luôn. Cái cuối cùng rồi. Đây là cái phần phần xương cuối cùng này. Khó quá. À, vậy là hết nguyên con bò em rồi. Giờ thì mấy anh em Sang cứ đốt lửa riu riu phía dưới cho nó bốc cái phần khói, phần độ ẩm, độ nóng lên đó, thì nó sẽ khô. À, mọi người để cái cục đá bên đây nha. Mọi người thấy nước nó dâng lên rất là nhanh không? Cứ một giây là nó lên một khúc, một giây lên một khúc luôn á. Cứ một phút nó lên khoảng tầm 1m, 2m luôn mọi người. Do là cái đập thủy điện phía trên nó đã xả rồi, bây giờ cũng là 8 giờ mấy rồi. Nước bắt đầu chảy ra mọi người thấy không? Khi buổi chiều Sang với mấy anh tới đây á, là cái chỗ này là còn lòi nguyên một bãi cát mà để xuồng thần tích luôn kia. Mà chỉ sau đó 1 phút, 2 phút thôi, mà nước dâng lên rất là nhanh rồi. Nên Sang mới nói mọi người là đi sông mình phải hiểu rõ về con sông đó thì mình mới đi nha. Gặp mất luôn kìa. Hồi nãy thì cục đá ở đây, thì nó ngập lên tới đây luôn. Đi sông đi suối này thì rất nguy hiểm, nước xả như vậy mà mình còn ở giữa, giống như là ở giữa sông á, thì nước xả lên là cuốn trôi mình đi luôn. Giống như là con bò ngày hôm nay mấy anh em Sang lụm được các mọi người. Có thể là cái con này nó bơi ngang sông, sông nước xả, nó không bơi được vào trong bờ, nước cứ đẩy đi hoài, nó trôi đi nha. Tại vì khi mà nước xả là nó chảy rất là xiết. Bình thường mình đi lúc nước cạn mình thấy nó thấp vậy thôi, nhưng mà nó xả là nó dâng lên rất là nhanh luôn á. Giờ thì Sang sẽ tranh thủ lên phía trên, tại vì một hồi nước xả thì nó sẽ ngập lên tới đây mọi người. Ngập từ dưới lên hơn 2m mấy nha. Bây giờ thì mình lên trên để chuẩn bị ăn cơm tối. Nguyên ngày hôm nay thì mấy anh em Sang lụm được con bò, xong rồi mần con bò di chuyển lên tới cái đoạn này á, rồi tẩm ướp bò, rồi làm chòi rồi gác bếp thịt bò á, thì mất nguyên cả một ngày luôn, cũng không có thời gian đi kiếm ong, cũng không có thời gian nấu cơm buổi trưa luôn mọi người. Mấy anh em nhịn đói từ sáng tới giờ luôn á. Tối hôm nay bây giờ mới là một cái bữa cơm đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ ăn tối. Tối hôm nay thì có ít thịt bò nướng với lại cái phần tim bò đây này. Mấy anh em sẽ ăn tối xong rồi vào trò nghỉ ngơi. Tối nay sẽ không làm gì hết mọi người, chỉ đốt lửa để canh cho cái phần thịt này nó khô thôi. Sau ngày mai thì mới đi kiếm ong kiếm cá sao. Lên tới cái đoạn này thì ong với lại cá là bắt đầu có nhiều rồi, nên cũng không phải lo nữa. Ăn cơm thôi. Tối nay thì có cơm, có thịt bò, thịt. Mấy anh em Sang vừa mới ăn cơm xong chắc khoảng tầm 10 phút thôi mọi người. Mà mọi người thấy là nước nó dâng lên tới đây luôn. Rất là cao quá. Tối nay có thể là dâng lên tận tích bờ cỏ phía bên đây luôn. Xuồng thì nó trôi dạt đây nè. Giờ thì mấy anh đang kiếm một ít củi để đốt cái phần thịt bò này cho nó khô hẳn. Chứ không là tối nay nếu mà mình không đốt đủ lửa mọi người thì nó sẽ bị hỏng luôn á. Bây giờ mấy anh cứ đốt lửa phía dưới mọi người. Còn cái phần nào to quá ngoài á, thì một hồi mình sẽ đổi cái phần khô kia ra ngoài, xong rồi những cái phần to nó sẽ đổi đi trong, và đốt lửa liên tục trong tối ngày hôm nay nha. Cái ngày đầu tiên á, là cái ngày quan trọng, mình phải làm cho thịt bò nó chín hẳn đi, thì những ngày sau mình gác ít, mình đốt lửa ít đi cũng được nha. Còn ngày đầu tiên mà mình đốt lửa không tới á, thì nó sẽ bị hư hết. Với lại những cái phần này thì cũng đã bủng hết rồi mọi người. Nếu mà không đốt lửa tới thì sáng mai sẽ không ăn được đâu. Hư hết luôn, bỏ luôn đó mọi người. Còn phía trong đây là chỗ ngủ của mấy anh em Sang này. Anh đang ngủ ngoài đây để canh lửa đây. Anh Nghĩa, anh Hoàng, Sang, Đình Huân. Năm anh em đang cái giỏng thôi. Rồi, giờ thì vào chòi nha. Ngủ một giấc. Sáng mai dậy xem thành quả của thịt bò nha.